Review ly trà sữa, cô gái khiến dân mạng tròn xoe mắt vì tưởng bên trong có miếng thịt sống. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi. Bây giờ trà sữa có vô vàn các loại topping khác nhau, nào là thạch dầu câu, thạch củ năng, khoai dẻo, pudding, bánh flan. Thế nhưng dù có bao nhiêu loại topping mới ra đời thì trần châu vẫn cứ được xem là topping quốc dân, được nhiều người yêu thích từ khi trà sữa vừa debut cho đến lúc phát triển thành full topping như hiện tại. Vì được lựa chọn nhiều nên các quán sẽ thường hết trân châu vào cuối ngày và bạn đành phải thay bằng một loại topping khác. Tuy các loại topping khác thì cũng ngon không kém, nhưng cuộc sống thì luôn có những tình huống khôi hài, chẳng hạn như cô gái trong clip dưới đây. Theo đó, cô gái đi đến một quán để uống trà sữa trân châu, nhưng khi đến quầy gọi thì nhân viên báo đã hết trân châu và chỉ còn có mỗi thạch hoa hồng, không còn sự lựa chọn nào khác nên cô gái đã đồng ý thêm loại topping này vào ly trà sữa. Ấy vậy mà khi chuẩn bị ăn thì cô nàng lại được một phen chưng hửng vì phần thạch không phải là từng viên rồi mà lại dính với nhau thành một chùm dài. Đáng lòng hơn khi dân mạng xem xong đoạn clip lại tưởng đây là bánh bột lọc mà quán mới đưa vào danh sách topping, thậm chí có người còn giật mình vì nghĩ trong ly trà sữa có miếng thịt sống. Nay quán này có thêm topping bánh bột lọc mới nữa hả? Lâu quá không uống trà sữa, bây giờ có thêm topping bánh bột lọc trần nhân tôm thịt nữa hả? Sáng tạo quá vậy. Trời ơi, kéo lên hết hồn, tưởng miếng thịt sống không đó, thấy màu hồng hồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Kinh doanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.